Hôm nay ngày 19 tháng 2, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa cho biết, cô gái 19 tuổi quê ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh là công nhân tại ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Mới trở về từ vùng dịch và được yêu cầu cách ly tại nhà, nhưng người này có biểu hiện gian dối trong khai báo khi tới bệnh viện khám. Hiện tại, cô gái cùng những trường hợp tiếp xúc gần, bao gồm các y bác sĩ, đều đã được cách ly và đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Lan A cùng những người tiếp xúc gần hiện đang cách ly tại nhà. Đúng 7 giờ 30 hôm nay, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu cả gia đình em này. Trưa cùng ngày sẽ có kết quả. Cô gái này trở về trước ngày có lệnh cách ly tập trung, ông Hùng nói. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tiếp nhận bệnh nhân Lan A đến khám với triệu chứng đau bụng. Khi đi qua cổng bệnh viện, bộ phận sàng lọc khai thác yếu tố dịch tễ để phân luồng, nhưng người này khai báo không đi đâu. Bệnh nhân được đưa vào buồng khám bệnh số 3. Tại đây, bác sĩ khai thác thì Lan A khai trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Các bác sĩ lập tức chuyển cô gái này ra buồng khám cho các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Phía bệnh viện sau đó đã liên hệ với chính quyền địa phương thì được biết em này thuộc diện cách ly tại nhà. Bệnh viện thị xã Kỳ Anh đã cho toàn bộ nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 của nữ bệnh nhân này để có hướng xử lý. Hiện tại, tất cả các nhân viên y tế từng tiếp xúc với bệnh nhân đều được cách ly. Qua kiểm tra vào đêm 18 tháng 2, bệnh nhân A và 7 trường hợp tiếp xúc gần đều đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Được biết, Lan A làm công nhân lao động ở huyện Cẩm Giàng, khu vực đang có ổ dịch COVID-19 phức tạp. Bên cạnh đó, đơn vị này đề nghị xử phạt hành chính về hành vi khai báo y tế không trung thực đối với cô gái này. Không có chuyện bệnh nhân mất dấu nguồn lây ở Hải Dương. Theo Vietnamnet đăng tải thông tin, ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương đã chia sẻ về việc lực lượng công an đã tiến hành truy vết và tìm ra được nguồn lây tại khu dân cư xuất phát từ gia đình 4 người của bệnh nhân 2278, sinh năm 1969, trú tại 15 Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân. Bệnh nhân được cho là lây nhiễm COVID-19 từ nhân viên tổng quốc người mù, bệnh nhân 1734. Người bệnh này lây từ em chồng là công nhân từ Bojun, Chí Linh. Sau khi bệnh nhân 2278 nhiễm bệnh, người nhà đã trở thành F1, bao gồm chồng, con và bà giúp việc. Điều đáng nói, chỉ ít ngày sau, F1 đã biến thành F0. Bí thư Thành ủy cho rằng, việc tìm ra nguồn lây đã giúp lực lượng chống dịch tại thành phố tháo bỏ những gánh nặng tâm lý, ông khẳng định. Ngành y tế đã quá lo lắng, cho rằng đây là yếu tố tạo ra chùm ca nhiễm đầu tiên, đưa thành phố Hải Dương vào nguy cơ báo động. Họ cảnh báo chùm lây nhiễm này sẽ khiến thành phố thành ổ dịch phức tạp hơn ở huyện Cẩm Giàng. Bộ Y tế đã đề xuất phương án phong tỏa thành phố ngay trong thời gian toàn tỉnh đang cách ly xã hội. Việc tìm ra nguồn lây của chùm lây nhiễm mới này là chiến công đáng vinh danh của lực lượng công an địa phương. Họ đã tổ chức truy vết, xác minh các yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh như điều tra chuyên án khó. Đến 18 giờ chiều ngày 17 tháng 2, lực lượng công an báo cho tôi đã xác định được chính xác, không có chuyện bệnh nhân 2278 mất dấu nguồn lây. Chúng tôi cũng đã điện báo ngay với lãnh đạo tỉnh, xin ngừng phương án phong tỏa thành phố Hải Dương. Bí thư Thành ủy Hải Dương còn nói thêm, hiện tại, tình hình dịch bệnh căng thẳng, việc truy vết nguồn lây giúp lực lượng chống dịch đảm bảo ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của virus. Mỗi người dân cần tự ý thức được việc bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng, tiến hành khai báo trung thực, nghiêm túc.